Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm với tỉnh Ninh Bình. Tham gia đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành địa phương đơn vị, đại biểu một số doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Ninh Bình có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành, các huyện, thành phố, đại diện một số doanh nghiệp của tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã thông tin tổng quan về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, mục tiêu nhiệm vụ thời gian tới. Đối với tỉnh Ninh Bình, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng trọng tâm trọng điểm, giải quyết các việc theo chuyên đề, ban hành các nghị quyết chỉ thị, cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc bất cập và một số vấn đề mới nảy sinh, những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển của tỉnh. Trong tổ chức thực hiện đã nỗ lực quyết liệt, sáng tạo, nhất là đối với các việc mới và khó. Trong mỗi giai đoạn, tỉnh Ninh Bình luôn có những điều chỉnh chiến lược quan trọng, các chính sách phát triển nhằm phù hợp với điều kiện thực tế và nguồn lực sẵn có, không ngừng nỗ lực chủ động sáng tạo và quyết tâm phát triển đi lên. Do vậy đạt được nhiều kết quả nổi bật toàn diện trên các lĩnh vực. Từ một tỉnh kinh tế thuần nông, quy mô nhỏ, tốc độ tăng trưởng chậm và không vững chắc, đến nay kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng tương đối cao trong nửa đầu nhiệm kỳ. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,56%, đứng thứ 12 toàn quốc và đứng thứ 6 vùng đồng bằng sông Hồng. Từ năm 2022, tỉnh Ninh Bình đã vươn lên tự chủ về ngân sách, có điều tiết về trung ương, số thu ngân sách đứng thứ 15 trong 63 tỉnh thành phố của cả nước. Sản xuất công nghiệp có bước phát triển mạnh với nhiều sản phẩm chủ lực, trong đó Ninh Bình cùng với tỉnh Quảng Nam và thành phố Hải Phòng là ba trung tâm sản xuất ô tô lớn nhất cả nước. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược kết nối vùng, liên vùng. Du lịch Ninh Bình trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam. Trong nhóm 15 điểm đến hàng đầu thế giới, nhóm 10 tỉnh có lượng khách đến cao nhất cả nước. Văn hóa xã hội được quan tâm phát triển toàn diện, quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,36% năm 2022. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được coi trọng, niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố. Đối với tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết thống nhất, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt khoảng 5%. Tổng sản phẩm trên địa bàn toàn tỉnh GRDP năm 2022 đạt gần 93.000 tỷ đồng, xếp thứ 30 trên 63 cả nước. Thu ngân sách năm 2022 đạt hơn 18.000 tỷ đồng, vượt 2,5% dự toán trung ương giao. Công nghiệp phát triển với các sản phẩm chủ lực như điện, thép, đóng góp đáng kể cho ngành công nghiệp trong nước. Nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện, toàn tỉnh có 217 sản phẩm ô cốp, 98% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 trên 13 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 85 dự án, trong đó có 83 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký trên 16.500 tỷ đồng và 2 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 277 triệu đô la Mỹ. Văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, các hoạt động an sinh xã hội được đảm bảo, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,08 triệu đồng một năm, tăng 5,6 triệu đồng một năm so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,79% theo chuẩn đa chiều mới. Quốc phòng an ninh đảm bảo, các hoạt động đối ngoại được tăng cường. Với phương châm chia sẻ, cầu thị, đồng hành cùng phát triển, tại hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh cùng các đại biểu đã tập trung chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm quý trong phát triển kinh tế xã hội, trọng tâm là những kinh nghiệm của Ninh Bình trong khai thác tiềm năng lợi thế sẵn có về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, phát huy giá trị di sản để đẩy mạnh phát triển du lịch, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.
vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thúc đẩy phát triển du lịch, việc ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết về xây dựng phát triển văn hóa con người Ninh Bình, vấn đề về thu hút đầu tư, đổi mới mô hình tăng trưởng, việc khai thác tài nguyên thiên nhiên gắn với công tác bảo vệ môi trường, các cơ chế chính sách phát triển công nghiệp của Ninh Bình, công tác quy hoạch, những kinh nghiệm trong phát triển đảng viên là người có đạo, thành lập các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn bày tỏ vui mừng, hoan nghênh đoàn công tác đến thăm làm việc, trao đổi kinh nghiệm với tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, Ninh Bình là tỉnh nằm ở vị trí cực nam đồng bằng sông Hồng, kết nối giữa thủ đô Hà Nội với miền Trung, khu vực Tây Bắc, đồng bằng sông Hồng và đồng bằng Bắc Bộ. Là tỉnh có quy mô nhỏ, nhưng Ninh Bình lại hội tụ đầy đủ các điều kiện tiềm năng lợi thế, phát triển thành trung tâm du lịch của quốc gia, của vùng đồng bằng sông Hồng. Trong khi đó, tỉnh Hà Tĩnh nằm ở vị trí trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ trên trục hành lang kinh tế Đông Tây, có nhiều tiềm năng lợi thế, đang phát triển năng động, có nhiều mô hình mới cách làm hay. Những lợi thế này giúp hai tỉnh Ninh Bình, Hà Tĩnh có thể bổ sung cho nhau, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi những mô hình mới, cách làm hay trong phát triển công nghiệp, xuất khẩu, du lịch, văn hóa, quản lý đô thị, xây dựng nông thôn mới, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai bên. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng hệ thống chính trị hai tỉnh ngày càng vững mạnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng trân trọng cảm ơn những tình cảm chân thành nồng ấm mà tỉnh Ninh Bình đã dành cho đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những kết quả khá toàn diện Đảng bộ nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025. Nhấn mạnh, mặc dù là tỉnh có quy mô diện tích dân số không lớn, nhưng tỉnh Ninh Bình đã có cách làm riêng, phát huy được tiềm năng thế mạnh, tạo sự bứt phá mạnh mẽ, xây dựng Ninh Bình thành vùng quê đáng sống. Thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế xã hội, các tiềm năng thế mạnh của tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cho rằng Hà Tĩnh và Ninh Bình có nhiều điểm tương đồng, là điểm thuận lợi để tăng cường hợp tác giữa hai tỉnh. Mong muốn tỉnh Ninh Bình tiếp tục chia sẻ với tỉnh Hà Tĩnh những kinh nghiệm quý trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, thiên nhiên để phát triển du lịch, đẩy mạnh kết nối tour tuyến du lịch Ninh Bình - Hà Tĩnh. Mong muốn các doanh nghiệp của tỉnh Ninh Bình sẽ tăng cường tìm hiểu, hỗ trợ Hà Tĩnh cho việc khai thác, phát huy các tiềm năng lợi thế của vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, phục vụ phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa tâm linh, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng trân trọng mời đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình vào Hà Tĩnh để tham quan, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm công tác, tăng cường thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giao lưu hợp tác giữa hai tỉnh trên các lĩnh vực, đưa hai tỉnh ngày càng phát triển nhanh, bền vững.